Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổng kết 10 năm thực hiện đề án đảm bảo an ninh trật tự, nhà máy lọc dầu Dung Quất. 10 năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhà máy lọc dầu Dung Quất luôn được tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, chỉ đạo sát sao. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở ban ngành và địa phương chủ động phối hợp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đợt xâm nhập phá hoại và các loại tội phạm hình sự hoạt động trong khu vực nhà máy. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn các công trình trên bộ và trên biển của nhà máy. Phối hợp cùng với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức trên 250 đợt tuyên truyền cho nhân dân xung quanh khu vực nhà máy và ngư dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Nhiều ý kiến tham luận cho rằng thành công của đề án trong 10 năm qua là các lực lượng, cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho nhà máy vận hành, sản xuất, góp phần đảm bảo nguồn năng lượng quốc gia, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà. Thời gian tới, công tác đảm bảo an ninh trật tự cho nhà máy lọc dầu Dung Quất còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhất là nguy cơ xảy ra việc tái lấn chiếm đất đai liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy, vi phạm hành lang an toàn, các hoạt động phá hoại, cháy nổ. Các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động phối hợp triển khai toàn diện các biện pháp, giải pháp, công tác đảm bảo an ninh trật tự theo đề án, pháp lệnh bảo vệ công trình trọng điểm liên quan đến an ninh quốc gia, triển khai các biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để ảnh hưởng đến an ninh, an toàn nhà máy. Dịp này, 14 tập thể cá nhân đã được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 32 tập thể cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích trong 10 năm thực hiện đề án đảm bảo an ninh trật tự nhà máy lọc dầu Dung Quất.